À, dạ, con ở bên trung tâm giới thiệu Oxin làm theo giờ á cô. Ở bển cử con tới. Dạ, cô nắng vô đi nha, nắng quá. Vô vô đi em, vô đi. Trời đất ơi, nhà cửa gì bề bộn vậy trời. Tối qua mới ăn uống xong rồi trễ quá chưa có kịp dọn dẹp á. Trời đất ơi, cực quá không cô hả? Ủa cô làm đây lâu chưa cô? Tôi làm đây từ hồi nhà mới xây luôn á. Trời ơi, vậy là nói vậy cô là ô xin trung thành đó ha. Giả bộ với con. Sao? Làm đâu cũng bị đuổi. Có phải hồi trước là làm ở bệnh viện nhiệt đới hay bệnh viện Biên Hòa gì không? Không có, không có, chưa làm bệnh viện bao giờ. Sao cô? Sao thấy bị đuổi mà vui quá vậy? Đâu có. Giống như tâm lý có vấn đề. Không phải cô, con nghĩ cái đó là con hên á. Này, chắc ở chổng ra thiệt luôn nè. Nói sao mình đi làm mà ô xin mà bị đuổi mà hên là sao trời? Cô không hiểu rồi. Cô biết sao không? Mình bị đuổi chỗ này, mình qua chỗ khác mình làm. Mình làm được nhiều nơi hơn. Người ta nói mình có nhiều kinh nghiệm. Ô xin từng trải, ô xin từng trải cô. Trải nghiệm nhiều. Cũng được, cũng được. Nghe cũng hợp lý á. Dạ. Mà nói nghe nè. Dạ. Tôi mới có 26 tuổi à. Hả? Gọi cô này kia tôi nghe tôi tổn thương quá. 26 tuổi hả? Ừ. Trời 26 mà tưởng 62. 26 mà tưởng 62. Nghe nè. Dạ. Nói gì ra phải suy nghĩ cái để cái đối phương người ta nghe người ta không có tổn thương. Ủa cô đó nghe nè. Cô. Sao? Chủ đây khó không cô? Cũng không khó lắm đó. Mấy giờ con chỉ cô này nha. Cô thấy mà làm thì cực quá, con nghỉ đi. Nghỉ rồi đi đâu làm? Đi theo con nè. Con giới thiệu con qua trung tâm con làm theo giờ, khỏe lắm. Ôi, cô hoài vậy trời, cô giận ghê vậy đó hả? Chị tại mặt già quá, chi vậy? Chị, tại hồi kỳ em làm cho bà Sáu bên quận 12 đó. À. Trời đất ơi, bà khó lắm chị ơi. Vậy đó hả? Trời ơi, bà kỹ như gì vậy chị? À. Nhà bà ha, bà sợ em ăn trộm hay gì á. Mà khóa hết chị, tủ lạnh bà cũng khóa nữa chị. Cái khóa vậy rồi sao làm việc được? Mỗi lần em muốn nấu gì hay em muốn lấy cái gì á, em phải kêu bà mở ra. Cái xong em biết vậy đúng không? Em hành bà chứ em đâu có dễ gì chị, em hành bà chứ. Dễ yeah, vậy? Trời đất ơi, em nói cô mở cửa, mở tủ lạnh con lấy mẹ cái. Cái bà lấy xong cái bà khóa lại, cái em hành ấy, cô còn lấy mẹ cái, cô mở ra lại. Em hành bà hoài luôn. Xong cái làm được vài bữa đuổi luôn. Ai biểu nghe gớm quá chị. Ở đúng thiệt thôi, người ta 8 lạng mình cũng nửa cân chứ cái gì. Không cũng tùy chủ rồi chị ơi. À. Nhiều chủ dễ thương, nhiều chủ cũng mắc dịch lắm. Ừ đúng rồi. Quên đó nha. Ở đây làm có quy tắc không? Quy tắc là bất quy tắc. Bất quy tắc? Không có quy tắc gì hết, không có giống như mấy cái chỗ mà em vừa kể đâu. Thoải mái lắm hả chị? Thoải mái thì nó cũng phải thoải mái, mà nói chung là nó tùy cơ ứng biến đó, lúc này lúc kia. Trời ơi, vậy cũng khỏe rồi. Mà chị nè, em nói chị nè. Chị mới có 26 tuổi mà chị vậy không được. Vậy không được là vậy là vậy gì em? Chị phải lo cho cái bản thân mình chứ, chị đâu mà chị làm rồi chị bỏ bê cái con người của chị được. Ủa xí xí, đi làm ô xin, lo tập trung làm công chuyện nhà thôi chứ. Tự nhiên còn làm đẹp nữa, bộ tính của ông chủ hay gì? Trời, chị dở nữa. Chị không nghe ta nói hả? Ô xin là bộ mặt của chủ. À. Chị phải trưng diện, chị phải tôn trọng bản thân mình thì người ta nhìn vô người ta mới thấy chủ sang trọng được chứ. Đúng không? Đâu phải là chương diện là cua ông chủ đâu. Trời ơi, đừng có suy nghĩ như vậy. Mình phải đẹp lên. Chị thấy em không? Mỗi ngày nè, em phải make up nhẹ một cái để em bắt đầu công việc của mình. Đó, thấy chưa? Em nói vậy thôi chứ, thời gian đâu mà mình sắp xếp được. Thời gian nguyên một ngày mình làm những cái chuyện không tên này đã không đủ rồi. Thời gian đâu mà mình làm đẹp em? Không có chị, mình phải có làm việc theo cái sự là lịch trình khoa học chị. Em nói chị nghe, chị sắp xếp cho mình một cái lịch trong đầu mình đi. Hôm nay mình biết mình làm cái gì, mình làm một cái rẹt là nó xong. Chứ mình không phải mày mò vậy đâu. Rồi, lý thuyết thì hay quá rồi đó, đâu mà chị muốn coi thử rồi thực hành sao? Thực hành hả? À? Ừ. Để em.
Tuyệt vời, tuyệt vời. Em làm phân nửa thời gian thôi, phân nửa thời gian còn lại là em chăm sóc cho bản thân mình. Tuyệt vời luôn, coi như là em dư được nửa cái số thời gian còn lại dạ. Làm những chuyện khác. Thành ra là thu nhập của em sẽ gấp đôi người bình thường. Dạ, tuyệt vời. Ủa chị, hồi nãy á em chà toilet á, em lượm được cái bóp. Chị coi của ai rồi chị trả lại, hình như của chủ hay gì á. Đưa lại cho chủ mà, mình thật thà chủ nó mới thương. Chị trả lại đi, nếu có bao nhiêu đâu lấy. Thôi gọi không có nhiêu tiền. Đâu, 5 triệu lận mà. Ôi 5 triệu hả? Khiêm tốn dễ sợ. Nãy chắc đếm lộn á. Nãy chắc đếm lộn á. Đếm lộn gì, em mà muốn lấy thì em lấy được rồi. Rồi rồi, chị giữ đây cho em nha. Dạ. Đưa lại chủ rồi chị. Ủa, có chuông không? Mở cửa giùm chị. Mở cửa nhanh. Mở cửa đi, nhanh lên. Nhanh lên. Làm việc lẹ làng lên chị. Ủa? Cường. Dương. Ủa sao qua không báo gì hết trơn vậy? Tại gấp quá cho nên không có báo trước. À, ngày hôm nay thì Cường qua đây muốn nói với Dương là tối ngày hôm qua Cường nhậu be bét xỉn quá ở đâu đó trong căn phòng này thì có quên một cái bóp, thì không biết là Dương có nhặt được không để đưa cho Cường đó Dương. À thì ra là vậy cho nên mới qua đột xuất như vậy. Mình đây, có phải cái bóp này là bóp của Cường đúng không? Chính nó đó kìa. Hồi nãy em lượm được trong toilet á, có điếm luôn mà không có lấy đồng nào nha. 5 triệu đúng không? Đúng rồi. Còn yên nguyên đó, lần sau nhớ cẩn thận hơn hay không. Ừ, cảm ơn nha. Tí hả, sao hôm nay Dương mặc bộ đồ nhìn nó kỳ dị hợm quá, y chang như là ăn xin luôn, y chang như là ăn xin luôn. À, không, ô xin vậy hả? Tại vì đang dọn dẹp nhà nè thì sẵn bận để luôn cho nó tiện. Dọn dẹp cái gì, chủ cả mà mặc đồ kỳ quá không được. Thay đổi đi chứ mặc gì kỳ lắm. Cũng bận rồi. Cường đi nha Dương. Cường đi. Khi nào rảnh thì alo cà phê hả Cường? Ok. Chào Cường. Bye. Khoan, đi đâu vậy? Sao vậy? Chị đuổi chưa? Để tưởng chị oxy. À, chị chủ mà. Thì nãy giờ chị đâu có nói câu nào chị là oxy đâu. Tại em nói chị oxy. Em đó, chưa thấy oxy nào giống như vậy hết trơn. Làm việc thì nhanh lẹ, ăn nói thì mau mắn. Dọn đồ vô trong đi, chị kết em rồi. Hả? Vậy là em được làm hả chị?